Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm chánh văn phòng Trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công làm chánh văn phòng Trung ương Đảng. Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng, làm chánh văn phòng Trung ương Đảng. Quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị công bố sáng nay ngày 3 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động. Phân công đối với ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông Nguyễn Duy Ngọc, 60 tuổi, quê quán Thế Thao, Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ luật. Ông Ngọc là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Duy Ngọc bắt đầu sự nghiệp với chức vụ trưởng Công an huyện Thanh Trì, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, PC27, Công an thành phố Hà Nội. Tới năm 2012, ông Ngọc giữ chức chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, PC44. Hơn một năm sau, tháng 3 năm 2013, ông Ngọc được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội, từ tháng 1 năm 2014. Từ 2016, ông Ngọc được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Từ 8.2019 tới nay, ông Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội 13 của Đảng tháng 1 năm 2021, khi 57 tuổi, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13. Ông Ngọc là một trong 10 trường hợp đặc biệt, quá tuổi, được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13 và là một trong 4 trường hợp đặc biệt tham gia Trung ương lần đầu. Ngoài ông Nguyễn Duy Ngọc, ngành công an còn có một trường hợp đặc biệt tham gia Trung ương lần đầu là ông Lương Tam Quang. Khi được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13, ông Lương Tam Quang 56 tuổi, quá 1 tuổi so với quy định là 55 tuổi. Sau khi ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Trung ương Đảng, hiện Bộ Công an còn 5 thứ trưởng, gồm các ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Điều hành, Lương Tam Quang, Lê Quốc Hùng, Lê Văn Tuyến, Nguyễn Văn Long. Hiện, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an cũng đang khuyết sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Chủ tịch nước Tô Lâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.